Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay 13 tháng 8 đã phát đi thông báo rãnh áp thấp suy yếu, miền Bắc giảm dần mưa, trời nắng trở lại. Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến hết ngày 16 tháng 8. Từ ngày 17 tháng 8, rãnh áp thấp được tái lập và gây mưa trở lại ở miền Bắc. Như vậy, miền Bắc chỉ mới có hình thái thời tiết ít mưa hơn trong vòng 1 đến 2 ngày, thì lại đón tiếp đợt mưa rào, dông, nhiều nơi có mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Tuần tới, nhiệt độ Hà Nội dao động trong khoảng 25 đến 34 độ C. Đến cuối tuần sau, nhiệt độ cao nhất lên đến 38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai, nhiệt độ 18 đến 25 độ C. Một tháng qua, cả nước đã xuất hiện 4 đợt mưa diện rộng. Cụ thể, các ngày 11 đến 15 tháng 7, 18 đến 22 tháng 7 và 28 tháng 7 đến 10 tháng 8, tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cao điểm là đợt mưa ngày 28 tháng 7 đến 10 tháng 8, với lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 100 đến 300mm, riêng vùng núi từ 250 đến 500mm, có nơi cao hơn như Mường Tè, lên đến 650mm. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 8, mưa lũ sạt lở đất đã làm 13 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Hơn 80 nhà sập, gần 1.100 nhà bị hư hại, hơn 700 điểm giao thông tại các tuyến quốc lộ bị sạt lở, hơn 1.200 hecta hoa màu bị hỏng. Thiệt hại do đợt thiên tai này tập trung chủ yếu ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai và Thái Nguyên.